Chúc Linh kính chào quý vị khán giả người Việt TV đến với bản tin cuối tuần. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024. Xin chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị, nếu như mà đang sống ở Mỹ, dù là ở miền Đông hay miền Tây trong mấy ngày qua, đặc biệt là cuối tuần này, hẳn là quý vị đã than thở với nhiệt độ là nóng kỷ lục. Theo CNN thì cuối tuần này có thể nước Mỹ sẽ lập một loạt kỷ lục về nắng nóng hơn 100 triệu người Mỹ gồm những người ở hành lang xa lộ I-95 vốn rất đông dân có lệnh báo động nắng nóng suốt cuối tuần này. Thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp nắng nóng vì nhiệt độ dự trù lên tới khoảng 95 độ F tức là khoảng 35 độ C và thậm chí vượt qua 100 độ F lần đầu tiên kể từ năm 2016. Ở tiểu bang Maryland hôm 20 tháng 6 thì thống đốc Westmore cũng đã ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với đợt nắng nóng có thể nguy hiểm. Thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania và cả ở tiểu bang New Jersey, New Jersey kế bên thì cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế do nắng nóng tới nửa đêm tối nay là chủ nhật 23 tháng 6. Còn ở bờ Tây nước Mỹ, một số nơi ở các tiểu bang như California của chúng ta, Arizona, Nevada và Utah cũng đã có lệnh báo động nắng nóng suốt cuối tuần này. Lệnh báo động nắng nóng ở California trải dài nhiều nơi ở miền Nam và miền Trung của tiểu bang, bao gồm Colusa County, nơi lính cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát đám cháy rừng Sky Fire rộng hơn 19.100 mẫu, nhiệt độ ở đó dự trù lên từ 100 cho đến 106 độ F và có thể gây khó khăn cho các lính cứu hỏa thưa quý vị theo cơ quan Lâm nghiệp và cứu hỏa California mùa cháy rừng ở California năm nay tới sớm hơn từ đầu năm tới nay hơn 89.700 mẫu đã bị cháy tăng vọt so với con số là 5.747 mẫu cùng kỳ năm ngoái bản tin kế tiếp cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts gốc Việt và người chị của ông này bị truy tố Văn phòng công tố Hoa Kỳ ở tiểu bang Massachusetts ra thông cáo báo chí cho hay là ông Dean Trần là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang và chị của ông bị liên bang truy tố hôm thứ Sáu, 21 tháng 6. Hai chị em gốc Việt à, bị à, bị cáo buộc là âm mưu che giấu vụ công ty của chị ông Dean, giả bộ mời ông làm việc. Ông Dean, năm nay 48 tuổi, là cư dân của Pittsburgh bị truy tố một loạt tội bao gồm cản trở công lý và tội khai mang. Chị của ông là bà Tuyết Thi Martin, 54 tuổi, là cư dân của Pelham ở tiểu bang New Hampshire, bị truy tố hai tội cản trở công lý và một tội khai mang. Bà Tuyết bị bắt sáng ngày 21 tháng 6 và ra tòa liên bang ở Boston, Massachusetts vào chiều cùng ngày, còn ông Dean thì hiện chưa có lịch ra tòa. Ông Dean từng làm thượng nghị sĩ ở thượng nghị sĩ ở thượng viện của tiểu bang Massachusetts từ năm 2017 cho tới năm 2021. Tháng 11 năm 2023 thì ông Dean bị bắt theo bản cáo trạng liên bang gồm 28 tội danh vì bị cáo buộc âm mưu ăn cắp hàng chục ngàn đô la từ các chương trình trợ cấp công chúng, khiến cho người nghèo không nhận được tiền hỗ trợ trong đại dịch Covid. Ngoài ra, thì ông Dean còn bị à, tố cáo là cố ý giấu lợi tức cho thuê nhà khi khai thuế vào năm 2000, 2021 và 2022. Ông Harry T. Javis Jr., phụ trách ban điều tra hình sự của IRS cho hay, vụ truy tố và bắt giữ bà Tuyết T. Martin cho thấy là IRS không chỉ cam kết truy tố người vi phạm pháp luật, mà còn người cố tình cản trở liên bang điều tra, Bà Tuyết khai mang với điều tra viên nhằm cản trở liên bang điều tra. Bà Tuyết cố bảo vệ em trai của bà là ông Điên Trần, cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang khỏi bị bắt. Nhưng giờ đây, bà phải đối mặt với công lý cho những việc của bà làm. Theo văn phòng công tố, thì tội cản trở công lý có thể lãnh án tới 20 năm tù, 3 năm quản chế và bị phạt là 250.000 đô la. Tội khai mang có thể tới 5 năm tù, 3 năm quản chế và bị phạt 250.000 đô la. Thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo, cựu thống đốc của tiểu bang Dân Chủ bên vực ông Trump. Như chúng ta biết, tại Mỹ, các đảng viên của đảng nào thì họ có xu hướng chỉ trích những người ở đảng đối lập, bất kể người đó hay việc đó đúng hay sai. Thế nhưng mà ngày 22 tháng 6 vừa qua, trả lời phỏng vấn trong chương trình Real Time with Bill Maher, của HBO thì cựu thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo đã thẳng thắn nói rằng Vụ án tiền bịt miệng ở New York của cựu Tổng thống Trump được đưa ra xét xử chỉ vì tên tuổi và nỗ lực chạy đua vào tòa bạch ốc của ông ấy. Ông Cuomo đã nói như thế này. Thành thật mà nói, nếu ông ấy không phải là Donald Trump và nếu ông ấy không tranh cử tổng thống, thì vụ án đó sẽ không bao giờ được đưa ra xét xử. Đó là điều khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nhưng nó phải như vậy. Nếu còn điều gì đó sót lại thì đó chính là niềm tin vào hệ thống tư pháp. Theo báo The Hill, cựu thống đốc dường như đồng ý rằng có vấn đề tồn tại trong hệ thống tư pháp. Ông cảnh báo tòa án quận Manhattan là không được sử dụng hệ thống này để chơi trò chính trị. Thưa quý vị, mặc dù là thành viên của đảng Dân Chủ và cũng chưa bao giờ thích ông Trump, nhưng mà ông Andrew Cuomo đã có ít nhất hai lần lên tiếng vì cảm thấy bất bình về cách mà ông Trump bị đối xử đây là lần thứ hai, còn lần đầu tiên là hồi vào tháng 11 năm 2020. Lúc đó thì sau khi chứng kiến không biết bao nhiêu lần truyền thông thể hiện sự thiếu tôn trọng dành cho ông Trump, ông Kumo đã nói như thế này. Cách họ đặt câu hỏi với Tổng thống Trump tại một số cuộc họp báo quả thực là Tôi chưa bao giờ nghe giọng điệu đó đối với một Tổng thống bao giờ. Bạn không thể có cách nói như vậy dành cho một Tổng thống. Nếu bạn không tôn trọng ông Trump thì cũng phải tôn trọng cái thể chế mà ông ấy đại diện. Thưa quý vị, ông Andrew Cuomo được bầu làm tổng trưởng lý New York vào năm 2007 và tiếp tục giữ chức thống đốc tiểu bang trong 11 năm. Từ ông từ chức vào năm 2021 sau cuộc điều tra về các cáo buộc quấy rối tình dục và bị phản ứng dữ dội về các chính sách ứng phó với đại dịch COVID-19 của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy đã phủ nhận mọi cáo buộc. Và cha của ông Cuomo của là Mario Cuomo cũng từng là thống đốc của tiểu bang New York và em trai của ông ấy là Chris Cuomo từng làm việc cho CNN với một chương trình tin tức rất ăn khách đó là Cuomo Prime Time. Tuy nhiên sau bê bối của ông Andrew Cuomo thì CNN đã cho Chris thôi việc. Bản tin kế tiếp thưa quý vị, doanh số bán nhà hạng sang đẩy giá nhà ở Houston lên kỷ lục mới. Báo Houston Chronicle trích dẫn báo cáo doanh thu hàng tháng của hiệp hội môi giới địa ốc Houston cho thấy là giá một căn nhà biệt lập thông thường đã tăng 3.6% theo năm, lên mức kỷ lục là 443.970 đô la trong tháng 5, tăng thêm 5.620 đô la so với đỉnh điểm của cách đây 2 năm. Giá nhà trung bình tăng 1.5% lên 345.000 đô la, cao nhất trong gần 2 năm. Thị trường nhà hàng sang đã đẩy giá nhà thông thường lên cao. Doanh số bán nhà có giá từ 1 triệu đô la một căn trở lên tăng 9.6%, trong khi những căn nhà có giá từ 500.000 cho đến 999.000 đô la tăng 6.8%. Doanh số bán nhà giảm đối với những căn nhà có giá dưới 500.000 đô la. Hiện tại, người mua nhà ở Houston có nhiều sự chọn, sự chọn lựa hơn khi số nhà giao bán đã tăng lên với 28.481 căn nhà biệt lập, tăng gần 50% so với tháng 5 của năm 2023 và sắp xỉ mức trước đại dịch. Thưa quý vị, trong những năm qua thì nhiều người đã đổ xô đến Texas vì giá nhà rẻ và nhiều cơ hội việc làm, bên cạnh đó còn có nhiều người mua nhà ở Houston để đầu tư vì họ dự đoán là trong những năm tới thì giá nhà ở Texas sẽ tăng. Các chỉ số do hiệp hội môi giới địa ốc Houston đưa ra phần nào cho thấy dự đoán này là đúng. Nếu tiếp tục đà này thì có lẽ trong tương lai không xa giá nhà ở Texas nói chung sẽ không còn rẻ nữa. Bản tin kế tiếp, tại sao Mỹ nhắm mắt làm ngơ về nạn buôn người ở Việt Nam. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, tổ chức DADA ADA Project vừa công bố một tài liệu mật nội bộ của chính quyền Việt Nam liên quan đến những báo cáo về nạn buôn người năm 2024 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi cho chính phủ Mỹ. Mặc dù những cái báo cáo này được nói là hợp tác để cùng với Mỹ nhằm chống lại nạn buôn người đang hoành hành ở Việt Nam, tuy nhiên các chi tiết được tìm thấy trong tài liệu mật, nhiều nội dung trong đó có mục đích che dậy che đậy các tội ác của một số giới chức ở Việt Nam dính líu đến các vụ buôn người. Thưa quý vị, buôn người như trong bản tin của Reuters viết là Human Trafficking. Theo định nghĩa của cơ quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ, Human Trafficking là buôn bán người liên quan đến việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc để có được một số hình thức lao động hoặc hành vi tình dục thương mại, Mỗi năm thì hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới, bao gồm ngay cả ngay cả ở Mỹ. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ cộng đồng nào và nạn nhân có thể ở mọi lứa tuổi, chủng tộc, giới tính hoặc quốc tịch. Những kẻ buôn người có thể sử dụng các phương pháp sau để dụ nạn nhân vào tình huống buôn người, ví dụ như là bạo lực, thao túng những lời hứa sai lầm về việc làm được trả lương cao hoặc là dùng mối quan hệ lãng mạn để đưa nạn nhân vào bẫy. Trở lại với chuyện ở Việt Nam, The ADA Project khẳng định chủ trương của Hà Nội là hai mặt, là ra vẻ sốt sắn hợp tác, nhưng thật ra là đang che đậy nhiều chi tiết và hơn nữa là cố tình đánh lừa Bộ Ngoại giao Mỹ về các nỗ lực giải quyết vấn đề. Trong hồ sơ không công bố công khai nhưng đã được chuyển cho chính phủ Mỹ thì tổ chức The ADA Project nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thể để cho chính quyền Việt Nam tiếp tục qua mặt với các số liệu không đúng. Năm 2020 thì Quốc hội Hoa Kỳ ban hành đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn bán người để chống lại nạn buôn người, từ đó thì Bộ Ngoại giao Mỹ phải lập báo cáo hàng năm trước Quốc hội về nỗ lực của mọi chính phủ nước ngoài nhằm giải quyết vấn nạn này. Hai thập niên sau khi đạo, đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn bán người được ban hành thì một số giới chức ở Việt Nam bị phát hiện có liên quan đến đường dây buôn người ở Saudi Arabia. Từ đó thì dẫn đến cái chết của em Xuân Siêu, một công dân Việt Nam bị một công ty xuất khẩu lao động lừa đưa sang Saudi Arabia khi cô bé này chỉ mới 16 tuổi. Trước khi qua đời vì bị bạo hành thì cô bé này liên tục kêu cứu nhưng không được giúp đỡ. Các giới chức có thẩm quyền cũng đã không giúp đỡ đưa thi thể của Xuân Siêu về nước để rồi cuối cùng phải chôn cất tại Saudi Arabia chính vì điều này mà vào năm 2022 thì Việt Nam bị hạ cấp bậc xuống bậc 3, tức là hạng thấp nhất trong báo cáo về nạn buôn người. Thưa quý vị, theo nguyên tắc thì một khi một quốc gia bị hạ xuống bậc 3 thì tổng thống Mỹ có thể đóng băng hoặc rút lại các khoản viện trợ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Việt Nam thì tổng thống Joe Biden đã từ bỏ mọi biện pháp trừng phạt có thể có. Mặc dù chính quyền Việt Nam không đạt được tiến bộ đáng chú ý nào trong cái vấn đề giải quyết nạn buôn người, Mỹ vẫn nâng thứ hạng của Việt Nam vào năm 2023 lên danh sách theo dõi bậc 2. Để ngăn chặn sự dung túng cho Việt Nam vì quan hệ chính trị, thì The ADA Project đã làm tất cả những gì họ có thể làm được là gửi thư lên Ngoại trưởng Hoa Kỳ cung cấp hồ sơ chứng cứ cho chính phủ Mỹ và đồng thời tung ra bản báo cáo nhằm yêu cầu Hoa Kỳ phải có thái độ đúng đắn đối với Việt Nam cũng như điều chỉnh lại những gì cần thiết với thực tế. Trong báo cáo về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ được đưa ra sắp tới đây. Và tổ chức DIA Protest cho rằng họ không tin Hoa Kỳ không biết những điều mà chính quyền Việt Nam muốn giấu nhưng có vẻ như tính trung thực của báo cáo về nạn buôn người đang bị hy sinh trong trong cái mối quan hệ ngoại giao nhằm lôi kéo Việt Nam vào liên minh chống Trung Quốc và nói thẳng ra là Hoa Kỳ đã và đang nhắm mắt làm ngơ. Còn Hà Nội thì cũng biết rõ là không thể nói dối đối với Hoa Kỳ nhưng mà vẫn hành động vì biết rằng lúc này Hoa Kỳ sẽ chấp nhận cho qua. Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Việt Nam, rò rỉ bản tường trình của các sư cô tố thích trân quang lạm dụng tình dục. Thưa quý vị, vài ngày sau khi bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm, thường tọa Thích Chân Quang tiếp tục bị một số sư cô tố giác ông ta lạm dụng tình dục. Sư Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lâu nay đã gây tranh cãi với việc hù dọa Phật tử về thuyết nhân quả để cho họ cúng dường thật nhiều cho chùa của ông. Trong cái văn bản rò rỉ hôm 22 tháng 6 thì một nhóm 6 sư cô tự nhận là có thời gian tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang, quyết định công khai danh tính và tố giác ông Trân Quang có hành vi dâm dục trong suốt thời gian dài mà không bị phát giác. Theo mô tả của các nạn nhân thì ông Trân Quang hỏi thăm các sư cô về sinh lý, về ngực lớn vân vân Bản tương trình của các sư cô cho rằng Bên cạnh những lời nói dụ dỗ thì ông Trân Quang còn có các hành vi như là sờ soạn ngực, cưỡng hôn, cầm tay sư cô đặt vào bộ phận sinh dục của ông ấy, thậm chí xâm hại tình dục một sư cô rồi sau đó đưa cho nạn nhân 10 triệu đồng tức là khoảng 392 đô la Mỹ để đi phá thai tại bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn. Các sư cô trong vụ này cũng lý giải chuyện nhiều nữ đệ tử đệ tử của ông Trân Quang lần lượt bị ông này xâm hại ngay tại Thiền Tôn Phật Quang vì quá sợ ông chân quang mà phải nghe lời và sau đó phải giữ im lặng. Cũng theo bản tường trình, nếu như một người dám nói ra thì lập tức sẽ bị đuổi khỏi chùa và cũng không một ai tin tưởng vì các đệ tử vốn rất kính trọng và tin thầy. Ngoài ra thì các sư cô cho biết thêm là sau mỗi cái vụ xâm hại tình dục thì ông chân quang đều năng nỉ yêu cầu nạn nhân giữ gìn uy tín cho thầy và cho Phật pháp. Trước các công buộc nêu trên thì hôm 19 tháng 6 theo báo Thanh niên, lệnh cấm thuyết giảng còn bao gồm việc ông Trân Quang không được tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang cũng như là ở các địa điểm khác. Chỉ thị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu Thiền Tôn Phật Quang và Sư Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới của Đức Phật. Ngoài ra thì sư Trân Quang còn bị gỡ bỏ tất cả các cái bài thuyết giảng gây hoang mang trong xã hội, trên mạng xã hội. Lệnh cấm nêu trên được coi là cái đòn giáng mạnh vào thu nhập của sư Trân Quang thưa quý vị. Và thời điểm đó mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo của tố cáo sư Thích Trân Quang của ông Thái Phương, chúng trưởng của đạo tràng Phật Đắc tỉnh Đắk Lắk. Trong lá đơn thì ông Thái Phương cáo buộc sư Trân Quang có âm mưu gây hại đến an ninh quốc gia, huấn luyện đạo tràng thành robot không có trái tim con người, bất chấp tất cả để làm theo mệnh lệnh của ông ấy. Ông Trân Quang còn bị cho là biến đạo tràng thành đội quân khủng bố chuyên nghiệp để đánh đập, bắt cóc, hăm dọa đối với những ai chống lại xích Trân Quang. 12 quốc gia giàu có thật nhất thế giới là những nước nào? Mỹ có trong danh sách này hay không? Thưa quý vị, tạp chí Tài chính toàn cầu vừa đưa ra danh sách 12 quốc gia giàu nhất thế giới dựa theo các số liệu tính cho đến tháng 5 năm 2024. Các nhà kinh tế đã chia GDP bình quân đầu người với chi phí sinh hoạt tại địa phương và tỷ lệ lạm phát để được để đạt được con số gọi là sức mua tương đương hay còn gọi là PPP viết tắt từ chữ Purchasing Power Parity. Chỉ số này phản ánh thu nhập và mức sống thoải mái của người dân Đứng đầu trong danh sách này là Luxembourg. Quốc gia nhỏ bé ở Tây Bắc Âu này có GDP, PPP là khoảng 143.700 đô la. Tài chính là ngành công nghiệp lớn của đất nước này, đất nước này chiếm 1 phần tư GDP. Luxembourg có khoảng 130 ngân hàng khác nhau. Các ngành hàng đầu khác của nước này còn có khai thác vệ tinh, công nghệ sạch, sản xuất, nông nghiệp và nghiên cứu. Thứ hai là Macau, là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc nhưng mà Macau có chính phủ riêng. Khu vực rộng 33 dặm vuông này có GDP, PPP là khoảng 134.000 đô la và casino và du lịch mang lại phần lớn nguồn thu của Macau. Thứ ba là Ireland có GDP và PPP là khoảng 133.900 đô la. Đất nước này có các ngành công nghiệp năng lượng, nông nghiệp, y tế, du lịch và xây dựng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và thứ tư trong danh sách này đó chính là Singapore với GDP và PPP là khoảng 133.700 đô la. Sự giàu có của Singapore bắt nguồn từ nền kinh tế dựa trên thị trường tiên tiến. Đất nước này cũng có một cái môi trường pháp lý thân thiện với doanh nghiệp cho nên thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Thứ năm đó chính là Qatar với GDP PPP là khoảng 112.300 đô la. Quốc gia Tây Á này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm sở hữu 15% trữ lượng dầu được biết đến trên toàn thế giới và Qatar dẫn đầu Trung Đông về tăng trưởng kinh tế. Đất nước này đã tăng gấp 3 lần GDP chỉ từ năm 2000 cho đến năm 2012. Thứ sáu trong danh sách là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với GDP, PPP là khoảng 96.800 đô la. Quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này kiếm được phần lớn tài sản từ trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên phong phú. Dubai là một trong những cảng toàn cầu sầm uất nhất có vị trí lý tưởng gần châu Á, châu Âu và châu Phi. Thứ bảy là Thụy Sĩ với GDP PPP là khoảng 91.900 đô la. Các ngành dịch vụ chiếm 74% GDP hàng năm của cả nước, Thụy Sĩ là một trong những nước xuất khẩu đồng hồ hàng đầu thế giới. Đây cũng là nhà cung cấp chính các sản phẩm hóa chất và dược phẩm cho phần còn lại của liên minh châu Âu. Đất nước này đặc biệt tự lực sản xuất khoảng một nửa lương thực cho cư dân. Thứ 8 là San Marino. Không biết quý vị có biết là San Marino nằm ở đâu hay không? Đó là một quốc gia nhỏ bé nằm trong lòng nước Ý chỉ với hơn 23 dặm vuông, nhưng mà có GDP, PPP là khoảng 87.000 đô la. Tài chính và sản xuất chiếm hơn một nửa GDP của đất nước. San Mario cũng sản xuất uh, rượu vang và rượu mạnh, đồ gốm xứ, đồ nội thất, vải sơn và hàng may mặc. Thứ chín đó chính là Hoa Kỳ với GDP PPP là khoảng 85.400 đô la, Mặc dù xếp thứ 9 nhưng mà Hoa Kỳ có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào khác với 813 tỷ phú. Con số này gần gấp đôi so với 406 tỷ phú của Trung Quốc là quốc gia đứng thứ hai. Tuy nhiên thưa quý vị nếu mà xét theo GDP của đất nước thì Hoa Kỳ đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Trung Quốc, Nhật, Đức, Ấn Độ, Anh, Pháp, Nga, Canada, Ý. Thứ 10 trong danh sách đó là Na Uy với GDP PPP là khoảng 82.800 đô la. Quốc gia Bắc Âu này kiếm được phần lớn tài sản từ ngành dầu khí và các lĩnh vực năng lượng khác. Na Uy là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới và đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu. Mức lương tối thiểu của người dân ở Na Uy làm việc là 22 đô la một giờ. Thứ 11 là một quốc gia ở Nam Mỹ. Guyana, GDP của PP, GDP và PPP của nước nước này là khoảng 80.100 đô la. Guyana có mức tăng trưởng GDP ấn tượng từ năm 2015 cho đến năm 2020 nhờ việc phát hiện ra dầu thô và sự phát triển của ngành khoan thương mại. Cuối cùng trong danh sách là Đan Mạch. Quốc gia Bắc Âu thứ hai, đây là một cái quốc gia ở Bắc Âu thứ hai lọt vào danh sách này với GDP TPP là khoảng 77.600 đô la. Xuất khẩu chiếm khoảng 60% GDP của Đan Mạch, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm khác. Đan Mạch dành một phần tài sản của mình cho việc hỗ trợ xã hội mạnh mẽ. Cư dân được hưởng nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí, cũng như là có chế độ nghỉ phép hào phóng dành cho những bà mẹ mới lần đầu làm mẹ thưa quý vị bản tin của chúng tôi được tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo